À, Hồng Lan xin chào tất cả mọi người. Hello Bảo Lộc, chào đi. Hello mọi người. À, hôm nay á, thì Hồng Lan nhận được một cái job mới trong cái thời gian mà mình bị thất nghiệp, thì có một người anh á, gọi nói là bây giờ em đang rảnh phải không? Nói dạ em đang rảnh, chứ anh nói là bây giờ em qua em phụ anh làm về cái công việc sale, chứ hồi trước giờ thấy em busy quá cho nên anh cũng không có dám nhờ em. Nghe Hồng Lan nói nha, ok thôi bây giờ mình bàn công việc đi, nếu mà thấy ok á, thì Hồng Lan sẽ làm thử, nếu mà anh thấy Hồng Lan làm việc được thì mình sẽ tiếp tục. Anh nói ủa vậy rồi cái mai mốt Hồng Loan đi làm lại bình thường, Hồng Loan busy rồi Hồng Loan bỏ bên công ty anh sao? Nói dạ đâu có, nếu mà em đã nhận công việc rồi á thì em phải giữ công việc của mình chứ, mình cũng phải cố gắng mình sắp xếp thời gian, mình làm mọi thứ cho tốt nhất đó. Cái đó là chuyện mà ngày hôm nay Hồng Loan phải đi ra ngoài đường, có lý do chính đáng nha quý vị. Và bây giờ thì Hồng Loan muốn chia sẻ quý vị cái tin vui mà hôm trước Hồng Loan có nói là mình không có được cái số tiền 1.200 cho người lớn và 500 cho con nít. Thì khuya ngày hôm qua lúc 1 giờ sáng Hồng Loan coi mấy cái news thì mừng quá quý vị ơi. Cái đã được Quốc hội thông qua cái vấn đề đó, và mỗi người lớn sẽ được 1.200 đô. Nếu mà thu nhập của mình á dưới 75.000 cho một người và dưới 150.000 cho một couple, cho hai vợ chồng và một đứa con nít á, thì sẽ được 500 đồng đó. Còn nếu mà cái thu nhập của mình, nếu mà thu nhập của mình á mà từ cho một người á mà từ 75.000 cho tới dưới 99.000 á, và một cặp vợ chồng mà từ 150.000 cho tới dưới 199.000 thì cũng vẫn nhận được cái số tiền hỗ trợ từ chính phủ, nhưng mà nó sẽ bị giảm bớt đi. Thì cái chi tiết đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Bây giờ thì Hồng Loan chia sẻ tin vui với quý vị, mà chắc có lẽ giờ này thì cũng đã một số người cũng đã nghe và cũng đã biết rồi. Cái đêm ngày hôm qua đó, khi mà vừa nhận được tin là Hồng Loan nhảy lên Facebook thông báo liền, thông báo deal deal rồi, bây giờ đã được được tiền rồi, thì bà con cô bác của mình đó sẽ có một cái số tiền để mà mình trang trải cho những cái khó khăn trong những ngày qua. Như bản thân Hồng Loan cũng có những cái khó khăn, như là công việc thì chắc chắn là bị cancel hết rồi đó, thì mình cũng phải đóng tiền này tiền kia tiền nọ cho nên cũng rất là lo lắng. Thì có cái số tiền này á, nhưng mà cái vấn đề á, mà Hồng Loan muốn chia sẻ tin vui này đến với tất cả quý vị cũng như là mọi người biết cái tin này rồi, nhưng mà cái điều quan trọng Hồng Loan muốn chia sẻ đó là chúng ta phải sử dụng cái đồng tiền này cho nó hợp lý. Chính phủ đồng ý chia sẻ với chúng ta trong những cái lúc khó khăn hoạn nạn thì chúng ta hãy sử dụng hợp lý, là tiêu xài cho nước Mỹ, mua sắm chợ búa hoặc là bất cứ cái gì tiêu xài cho nước Mỹ, để mà nước Mỹ có thể thu lại cái đồng tiền đó, thu lại cái tiền thuế đó để mà gây dựng lại. Chắc chắn là sau cái cơn này thì kinh tế sẽ xuống rất là trầm trọng. Thì nếu mà chúng ta tiêu xài cái đồng tiền đó, nó sẽ đi thành một cái quỹ nó trở lại cho chính phủ, thì hy vọng kinh tế nó sẽ đỡ xuống dốc hơn. Đó là chia sẻ riêng của Hồng Loan. Hồng Loan muốn chia sẻ với quý vị cái là suy nghĩ của Hồng Loan. Còn mỗi người sẽ có một cái suy nghĩ khác, phải không? Nhưng mà nếu mà ai đồng ý thì giơ tay lên. Còn có một số tiểu bang đặc biệt họ bị ảnh hưởng rất là trầm trọng, nên chính phủ có hơi ưu đãi chút xíu, có thể là mỗi tiểu bang đó một người có thể là 2.000 đồng, và có một một vài tiểu bang đặc biệt hơn nữa có thể là 4.000 đồng cho một người.
Thì cái chi tiết đó đó, mỗi người hãy lên cái website của tiểu bang đó để mình coi rõ hơn. Lộc chỉ nghe thông tin của trong báo đài chính phủ người ta gửi, người ta nói gì thôi, chứ mà tiểu bang chính xác thì Lộc chưa có dám tiện thông báo. Hồng Loan cũng đang cố gắng tìm hiểu coi ở trong Orange County mình coi có thêm cái phần hỗ trợ nào nữa không. Hôm bữa Hồng Loan có nghe ở trên Los Angeles County đó thì hình như là họ cũng có đề nghị ra một cái số tiền để mà giúp đỡ cho cư dân của Los Angeles. Cái phần mà cho những cái người mà thu nhập từ thấp cho tới trung lưu á, thì là đã được cái hưởng cái tiền đó rồi. Thì ngoài ra đó, cái số tiền mà 2.000 tỷ mà của chính phủ tài trợ, nó sẽ bao gồm là 100 tỷ cho bệnh viện, 350 tỷ cho những cái cơ sở thương mại và 500 tỷ cho những cái công ty lớn, những công ty mà làm ăn lớn đó quý vị. Hồng Loan không biết chi tiết về những công ty đó, nhưng mà Hồng Loan chỉ biết nhiêu thì chia sẻ với quý vị bao nhiêu thôi. Và 150 tỷ thì cái số tiền sẽ chia cho các tiểu bang tùy theo tình hình của mỗi tiểu bang là như thế nào. Với lại có một số người đó thì nghĩ là ôi, chính phủ cho ra cái số tiền đó thì cuối cùng mai mốt mình cũng phải đóng lại, mình cũng phải trả lại cho chính phủ thôi. Thì điều đó là đúng, đó là điều đương nhiên. Nhưng mà quý vị nghĩ đi, dù như giờ mình đang khó khăn phải không, mình đi hỏi mượn coi, hỏi mượn có ai cho mình mượn tiền không, có ai cho mình mượn mà 1.000 mấy 2.000 hay là cái gì để mà mình trang trải cho cuộc sống của mình khó khăn trong hiện tại không. Thì mình cứ nghĩ vậy đi, bây giờ mà dễ gì mà hỏi mượn tiền được người nào, quý vị thấy không. Nhưng mà nếu mình có được cái số tiền đó rồi thì đương nhiên mình mới mốt khi mà mình mọi thứ nó hoạt động lại đó thì mình cũng phải đi làm, cũng phải đóng thuế, cũng phải trả thuế lại cho chính phủ thôi. Điều đó là điều đương nhiên, đó là suy nghĩ của Hồng Loan nha. Nếu mà quý vị đồng ý thì giật tài lên bấm nút like like nha. Còn nếu không đồng ý, muốn góp ý gì với Hồng Loan thì cứ comment ở bên dưới góp ý với Hồng Loan, thì Hồng Loan sẽ cố gắng hết sức để mà mình sửa đổi, để mà khi quý vị vào xem quý vị cảm thấy vui, cảm thấy dễ chịu hơn. Và Lộc với Loan cũng muốn là cái diễn đàn này cho tất cả mọi người, ai mà có những cái ý kiến hay mà xác thực mà giúp đỡ cho cộng đồng của mình đó, thì vui lòng mình cho ý kiến như đây để cho mọi người cùng đọc và mọi người cùng hiểu. Tại vì đâu có phải dễ gì mà mình có một cái nơi để mình đọc và mình hiểu được tất cả mọi chuyện, đúng không? Hồng Loan cũng rất là cảm ơn những cô chú anh chị mà đã có cái feedback với Hồng Loan trong những cái video trước. Rất là cảm ơn anh chị đã chia sẻ thêm để mà chúng ta được tìm hiểu nhiều hơn nữa. Tại vì một mình Hồng Loan không thể nào mà tìm hiểu được hết mọi thứ. Hồng Loan biết cái gì Hồng Loan chia sẻ cái đó thôi. Thì mấy anh chị vô, mấy anh chị chia sẻ thêm nhiều hơn nữa thì Hồng Loan cảm ơn anh chị rất là nhiều. Bây giờ thì Hồng Loan tới cái chỗ mình phải làm rồi, phải đeo mask vô. Vui lắm. Hồng Loan nhận việc mà Hồng Loan hỏi anh chứ. Vậy thì rồi sao? Giờ bàn công việc làm sao? Anh em sao gặp nhau nói chuyện được, mùa này là không ngồi gần rồi đó. Anh nói ok thì bây giờ anh với em vô cái office thì cách nhau 6 feet, rồi mình vẫn cứ đeo mặt mask lên, that's ok, không có sao hết. Vậy là cái hai anh em gặp nhau nói chuyện mà ngồi sao mất chỉ luôn, nói chuyện phải ráng cố gắng nó bự lên. Giống kiểu mà quý tộc hồi xưa đó, kiểu hồi xưa mà thời mà Pháp thời ấy đó, ngồi hai cái bàn xa nhau đầu hẹn nhau là hai người phải ngồi hai đầu bàn vậy đó. Và rồi sau đó đó là anh set up một cái là mình họp online, tất cả mọi người trong công ty họp với nhau là sẽ họp online, cho nên mình không có lo về vấn đề là bị lây lan bệnh hay là cái gì hết. Giờ mỗi lần mà đi đâu mà lên xe là phải làm đủ thứ hết trơn, chưa có chạy liền được, phải lau chùi tay nắm xe, lau điện thoại, lau thẻ, nếu mình trả tiền bằng thẻ. Với lại mới đeo khẩu trang có một chút mà mặt hằn luôn á, cái gì đấy không. Mình thấy đeo mình khó chịu với sợ, mình mới thấy thương là bác sĩ y tá
những cái người mà làm trong bệnh viện thời điểm này á, đó họ phải đeo suốt. Không lo nhìn thấy mấy cái tấm hình mà mấy cô y tá đó mà hằng 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 vậy mà mấy cô vẫn cười, cái nụ cười rất là thánh thiện, nụ cười rất nhìn mình thương dễ sợ luôn nhé. Rồi bây giờ trong mới vừa xong công việc mới được thử việc thôi, mình đi vô làm thử. À, chưa dám nói làm gì trơn, tại vì không biết mình làm có được không mà nói ra nói ra là không được, cái bị quê. Ok. Rồi, người ta buồn quá, ở nhà buồn quá, đi get like mua cà phê uống. Đông quá nè. Đây à. Đó, đây là tiệm cà phê của Việt Nam mình. Khu người Việt Nam mình mà try through rất là đông đó quý vị. À, đó, nói chung thì mấy quán ăn to go, nhà hàng, cà phê, nước uống thì cũng còn đỡ, không đến nỗi nào, cũng chắc chắn là cũng bị giảm rồi á, chắc chắn là bị giảm rồi, nhưng mà cũng còn hoạt động được, chứ không lẽ giờ mà đóng cửa cái tháng phải trả mấy ngàn đồng tiền rent á, mệt lắm. Như em của Hồng Loan, cousin của Hồng Loan, nó làm tiệm tóc, á, là tiền rent không á, là một tháng gần 7,000, úp một tháng gần 10,000, tại thì tiệm cũng lớn lắm, mà nằm ở bên Virginia đó, nằm trong mấy khu cũng đẹp, với lại tiệm nó làm kiểu mà cũng mình muốn làm nó hơi cao cấp một chút, rồi khách ra vô thì cũng được ăn nhẹ, với lại uống champagne hay là uống rượu đỏ vậy đó. Nên cái chỗ đó nó hơi mắc tiền, gần 10,000 một tháng đó, bây giờ là bắt đầu đóng cửa luôn rồi. Cái gì con? Gia Linh mẹ xe mà. Mẹ trên xe hả? Gia Linh nè. Lúc này mẹ mà đi chút xíu rồi cứ gọi mẹ suốt à. Gọi mẹ hoài. Quen rồi. Hồi đó mẹ đi làm suốt, mẹ không có ở nhà. Cái lúc mấy ngày nay ở nhà suốt rồi cái cậu hoài. Thôi cho tôi làm việc chút được không? Vô cái lan đóng cửa rồi con. Ờ, mới đó đóng cửa. Đâu có vô ăn được con, tất cả đóng cửa hết rồi, không có mở cửa. Có, mẹ mua cho. Bye. Bà con cũng bữa giờ ở cả nhà cả tuần rồi, bà con đây người ta đi bộ trong công viên cũng rất là nhiều. Công viên này cũng nổi tiếng ở Orange County mình. My Square Park này là nó rộng một mai vuông á, coi như nó nằm giáp bốn mặt đường luôn, cứ mỗi cạnh của nó là một mai, công viên bự lắm. Ở trong nó có sân golf, có chỗ chơi nít, có sân banh, mấy cái sân banh, sân tennis, rồi sân bóng rổ, đủ hết á. À, hôm qua Hồng Loan coi trên đài news á, thì của ở trên Lost á, thì ông cũng nói mình á là không có cấm mình đi workout tập thể dục, tại vì cái đó là điều tốt, nhưng mà minimize có nghĩa là mình hạn chế mình đi trong cái khu vực gần của mình, với lại vấn đề quan trọng là cắt nhau sao phết. Cái vụ này nói hoài mà sao nhiều khi nhiều người cũng không có nghe nha quý vị. Hồng Loan coi có một cái video mà ở dưới biển mà họ vẫn chơi nhau, rồi xong rồi á police lại đuổi, thì họ nhào vô họ phản đối. Coi đó thấy tội nghiệp mấy ông police quá, lỡ như mấy người đó bị bệnh á là lây qua mấy ông police luôn. Thấy tội nghiệp ghê luôn á.
Hôm qua cũng hỏi ông thị trưởng rồi, nói vợ chồng được ở gần nhau xá phiếu được không? Ông nói được, ở chung nhà được mà. Có người lên comment là nói là lo như Lộc vi phạm cái luật ở gần nhau xá phiếu rồi. Chết cha. Vậy không lẽ hai đứa phải chia ra hai phòng. Bây giờ Hồng Loan quay xuống cái freeway nha, để thử coi coi cái freeway có đồng không? Đó, quý vị thấy không? Ở phía dưới là freeway 405 đó, cái freeway mà lúc nào cũng đông đúc nhất ở Orange County. Cũng còn xe, hôm nay cũng đi, người ta cũng đi ra đi vô nhiều, nhưng mà ở trên xe thôi thì cũng ok. Cái việc mà những người làm business nhỏ với lại ví dụ như mở tiệm nail, tiệm tóc, những cái nhà hàng quán ăn đó, thì Hồng Loan tìm được một cái link mà để mà họ có thể họ giúp đỡ, họ cho mình mượn tiền, như là Hồng Loan có nói là mình mượn tiền đó. Thì nếu mà quý vị cần, quý vị hãy vào cái link ở bên dưới để mà tìm hiểu cho chi tiết rõ ràng hơn. Hồng Loan mới tìm được thì xin gửi đến quý vị, nếu mà người nào cần, nếu mà người quen hay là bà con gì của mình mà cần thiết thì quý vị hãy lấy cái link đó gửi qua cho họ để mà họ có thể mượn được số tiền. Với phân lời thì Hồng Loan biết phân lời sao, thì chắc chắn là phải thấp rồi hoặc là sao đó, thì quý vị vô tìm hiểu ở trong đó ha. Còn cái vấn đề mà trị bệnh ở New York đó quý vị, Hồng Loan tìm hiểu kỹ thì cái toa mình uống là 10 ngày, nhưng mà có những người họ sức khỏe tốt, họ hợp với thuốc hay sao đó thì 6 ngày sẽ có một số người sẽ lành bệnh. Cho nên chúng ta hãy chờ đợi, chúng ta chờ đợi 4 ngày nữa thì hy vọng chúng ta sẽ biết được cái kết quả của việc trị bệnh ở New York. Hồng Loan có nhắc đến cái thuốc ký ninh, thuốc Zinxi and thuốc and cái kháng sinh mà CPAP đó, những cái thuốc đó. Nhưng mà quý vị ơi, đừng mua về dự trữ nha, đừng có mua về để mà tự uống hay là để phòng ngừa hay là cái gì hết. Đừng sử dụng, đừng lạm dụng cái thuốc đó nha quý vị. Muốn gì thì phải có bác sĩ, phải đến bệnh viện hoặc là toa bác sĩ đàng hoàng. Rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi những cái chia sẻ của Loan với lại Lộc. Và Loan rất là mong là trong 4 ngày nữa chúng ta sẽ nhận được cái tin tốt để mà cuộc sống của chúng ta, của cha mẹ ông bà, của các con nó sẽ được trở lại bình thường, được đi đến trường học. Từ bữa giờ trong nhà nó tù túng quá, thương quá trời luôn à. Cái tiền mà 1,000+ á, là họ sẽ, những người nào đóng thuế họ sẽ gửi trực tiếp đến cho mình luôn, khỏi cần phải chỉ có những người nào khai thuế mới được nha, và họ sẽ gửi check đến địa chỉ nhà cho mình vào tháng 4. Còn những người mà đã về hưu không khai thuế thì họ không bị thiệt hại trong thời gian này, bởi vì vẫn được nhận được tiền lương hưu, vẫn nhận được tiền già, cho nên không có được hưởng cái số tiền này. Tạm biệt quý vị. Tạm biệt.